Không nè anh ơi. Rồi, lấy xe để em ơi. Máy heo bếp 7 màu nha. Rồi, thử cái đạp coi chạy ơi. Bữa đó là chưa gắn lưới không anh? Vô xuống chạy thử anh Trọng. Lết bánh luôn này phải không? Anh em nào cần ESKI 7010 thì liên hệ số điện thoại mình nha, 0909 746 421 qua Phúc nha anh em. Còn cửa hàng mình là nông ngư cơ Hùng Phát ở ấp 2 Mỹ Yên, Bến Lức, Long An nha. Đây, đang test xe cho anh trai coi nè. Rồi mình kết thúc clip tại đây nha anh em.